bụ cái con có chân hợp. Nhi chỉ có buôn chân châm con tàng đọc nè ở rô bò mà hà sẽ thấy Elon Musk. Thôi ở con chạy kịch khó kế hay thôi ở con chạy khó kế hay thôi ở con khai tư chỉ con chân hợp. Nhi cứ chìa mà hà sẽ thấy chung đoàn thầm mây đài khó kế tăng ca rô si tăng ca rô nơi tăng ca chân châm con. Tôi xin nạ rô bò Elon Musk có tha bị phục lộ cua tại dô con ở bàn chân hợp. Đàm bây chui tờ đòi phục hèn đầy nhấn tăng chân ấy ở đây đạch bù dày. Có tha dương thời tay thôi bài nè ai từ ruộng nơi phục cày ở bàn trời chạ quả miền tùng hùng thôn mà dân khoác mình nuốt đầm bay từ ruộng nơi cam vị thị cục lông ạ chi vật cam bài đi chi thôi sưu bấm phốt đại nè mình thốt miền easy accounting software BBZ Visor và khi nhóm bạn tạm đàn bảo vọt rồi bảo mà hà sẽ thấy chứ cháu bạn tạm đàn tăng chìa phiếp ruột nơi rồi bảo phục qua tăng lập biếp châm côn tăng vì lập biếp nó không cả cục rộng bê vệ lì nó không vì tổ mùi ní nôm tăng ọc nếu mà mơ lập biếp châm côn rồi bảo mà hà sẽ thấy Elon Musk chỉ lập biếp đại khó kế khó ai chát và dễ đúng thôi ở côn chạy kịch khó kế hay thôi ở côn chát khó kế hay thôi ở côn khai tư chìa côn chả Elon Musk cứ quật miền về một mai chợ ta thôm mà xem đẹp con quá đó xã cơn mưa rụp ní miền mai chợ ta thôm xem đẹp một robo đại quạt có bùng vỡ hay có quạt miền cùng rộn xem đẹp con quạt từ nhà cột đài quạt khóc kề khóc ai những quạt miền mô tận nhà phía ba đài miền con chào nè quạt chia xã cơn môi đại khóc kề tăng pi lập biếp nơi krông ca hồ si tăng pi lập biếp nơi krông ca cục rộn ở chiều cam hay tăng pi lập biếp nơi krông ca trên trong con có khóc kề đài quạt tha quạt miền mô tận nhà phía ba đại quạt miền con chào na bụi côn chào nhé vì thôi ở quạt khóc kề pi chầm nào nẹt miên tầng ọt nửa pi bộc lộ có tha nẹt miên phía chào can tầm miên tới côn can tầm tịch và nẹt khắc côn tầm mũi hay nẹt khắc cứ ọt côn mỏng nâng phía chào đại quạt bàn chuột đại quạt bàn score nhưng đời tầng ọt nẹt bàn đứng mà hà sẽ thấy chệch mà côn tầm mũi nơi là gì hay nhá tập pi liga sinh côn tầm pi nẹt và nít nơi là gì đại hay tập pi bill gates nơi làm brick côn bấy hay nẹt đại côn chọn gì nâng cứ miễn Steve Jobs côn bún hay tàu Elon Musk với anh tàu anh hiện đang côn mà này ở đây miền này nó không có vật sản khiêm kết thành thì cứ chưa mà hà sẽ thấy chấm đoan thầm ấy đại khóc kê tăng ca rô si tăng ca ru nơi tăng ca trên chấm côn nó không nâng cứ quạt miền côn là hồ đỏ đọc đó như vậy nhẹ phá lên này anh đứng nè coi vì nhóm chân video này hai quạt ba hai chia nơi miền côn bắt to tiếng này ở chọp ấy và nơi tập to tiếng nhưng chấm ở tàu này đập video này thì dạo bên mà chân nắm cầu ấy côn quạt ai đang lao lâu đó mà thấy có miền này và tua sân robot Elon Musk có tha bị phục lộ cua tại vô câu nơi bàn tròn đam bầy chui từ đòi phục hèn đầy những tận chân ấy ở đây đặt bù dày có tha dương thời tay thứ bài na ai từ ruộng nơi phục cày ở bàn tròn chạ quả miền tùng hùng thôn mà dân khoác mình nuốt đam bầy từ ruộng nơi phục xem thiết chỉ tròn ở cha mình tên và toàn thì đáp hỏi mình này dân có miền cùng ruộng đam bầy thơm mấy mình tập lật lan nơi bàn tròn ấy cứ lật côn có thể đã bàn trào này hay lật lan ở miền côn nập hiệp chỉ rương mũi rương tẹt tông mũi côn có thể từ miền côn nập hiệp đại nhân miền có buồn bấy và đại dương mà bà hai nhẹ tông ọc này tha Elon Musk có miền có buồn là không ca trên trầm côn tặng đọc nhẹ nâng cứ có ở trà đại trầm nuôn côn có ở trá côn nập hiệp rồi bỏ côn có ở trà đại cứ quật ao đầm lại khăn à bà chân có buồn tìm mũi cứ quật bạc cao sơn la luôn ai chạy mà đón đang bay biển côn bà cứ Astra sala ឈ្មោះ គាត់ ណា ឈ្មោះ sala ហើយ មួយ ឆ្នាំ លោ ដល់ $30,000 ដុល្លារ វិញ ថ្លៃ ដែរ ណា ហើយ សម្រាប់ តែ បុគ្គលិក របស់ គាត់ ទេ ចង់ និយាយ ថា កូន កូន របស់ បុគ្គលិក ទេ ដែល មាន ឱកាស ដើម្បី មក រៀន sala ដែល អស្ចារ្យ ណា sala នេះ អស្ចារ្យ ត្រង់ ថា copy sala ភាក ច្រើន ដោយ សារ sala នេះ គឺ ផ្ដោត សំខាន់ គឺ ទៅ លើ ធ្វើ មក ជួយ កូន កូន ឲ្យ ទៅ ជា កូន ដែល ពូកែ ឆ្នើម ដូច គាត់ អញ្ចឹង គឺ ខ្លាយ ទៅ ជា មនុស្ស ដែល ពូកែ ដោះ បញ្ហា ធំ ធំ sala នេះ គឺ បរៀន កូន ក្មេង ឲ្យ riêng đọc bà nhà thông thông rồi bọc bị phục lộ tăng bị khám hình tầng mộng mến chăm to là mình được bình với bản thiện đọc bà nhà ấy nè ở đây sẽ là đi ở trà nè cứ bà riêng tăng bị khám hình tăng bị tụ lâu ấy chết đọc bà nhà thông rồi bọc mình ủ rồi bọc bị phục lộ chân mình ủ thông có hiện đọc bàn tay sẽ là đi cứ bà riêng tăng bị khám hình ở riêng đọc tay mà đòn hay bà tăng ọc này rồi sẽ là bài chết bàn cứ ở trà mến tên chỉ ở vậy đại Elon Musk cứ quạt bàn thơ xem nhập con quạt chỉ có buồn mối cứ quạt bắt cao sẽ là luôn ai mong hay tí tí cứ côn thời tài miên vì nấy thùng cứ an sắp hơi mỏng dê đúng sẽ là mình cứ bởi yến mình thầm tay cùng đất nó không cả đọc bà nhà hà thế kèo vì nấy cứ
Elon Musk គឺគាត់ផ្ដោតទៅលើមួយទៀតកូនគាត់ត្រូវតែមានវិន័យវិន័យធំបំផុតដែលគាត់ដាក់ទៅលើកូនគាត់គឺថាកូនឯងត្រូវតែអានសៀវភៅឲ្យច្រើនជាងលេងហ្គេមកូនឯងចង់លេងហ្គេមលេងបានលេងទៅប៉ុន្តែមុននឹងលេងអានសៀវភៅសិនហើយត្រូវតែអានសៀវភៅឲ្យច្រើនជាងលេងហ្គេមបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតោះនេះមើលឪកាលពីគាត់នៅក្មេងក៏គាត់ជាអ្នកអានសៀវភៅដែរតទៅពេលគាត់ធំឡើងក៏គាត់ជាអ្នកអានសៀវភៅដែរឃើញគាត់ដាក់វិន័យអញ្ចឹងតោះទាំងអស់គ្នាមើលរៀបចំបែបណាឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសរៀនដោយកូនរបស់ Elon Musk អញ្ចឹងគឺរៀនដោះបញ្ហាធំធំមួយហើយរៀនមួយទៀតឲ្យមានវិន័យហើយខ្ញុំជឿថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានសាលាល្អល្អច្រើនដែរបាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញសាលាមួយបាទគឺសាលារៀនសហគមន៍ Emmanuel ជាសាលាមួយដែលបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសាលានឹងរៀងផាក់ផាយត្រង់ថាគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើផ្នត់គំនិតរបស់កូនសិស្សគាត់ផ្ដោតទៅលើវិន័យគាត់ផ្ដោតទៅលើអត្តចរិតហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កូនក្មេងហ្មងសាលានេះគឺទទួលកូនសិស្សតាំងពីមត្តេយ្យទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាស្ថាបនិកគឺមកពី Perth Australia កន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀនដែរនៅ Perth Australia នឹងជារដ្ឋដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំនៅនឹងដែរអញ្ចឹងទៅឃើញគាត់មកបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរក៏ណែនាំទៅទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសមួយគឺគាត់មានកម្មវិធីដែលយកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Franklin Covey Education ដែលគេផ្ដោតទៅលើអត្តចរិតទាំង7របស់បុគ្គលឆ្នើមឆ្នើម The Leader in Me កម្មវិធីនេះគេហៅថា ECS បាទដែលផ្ដោតលើសិក្ខាធិការវប្បធម៌ហើយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតោះនេះចាប់អារម្មណ៍លក្ខណៈបែបនេះដើម្បីឲ្យកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាតកូនប៉កែបាទកូនធំឡើងទៅជាទំពាំងដែលឆ្លាតទំពាំងដែលអាចឆ្នងវិស័យបានតោះនេះអាចតាក់ទងមួយសាលាផ្ទាល់ទៅបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ0718000606ហើយនឹង7បាទអាចតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាផ្ទាល់ឬក៏តលាក់លេខទូរស័ព្ទមួយក្រុមការងារបាទជាអាចមានក្រុមការងារសាលាក៏តាក់ទងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដោយអ្វីដែល Elon Musk គាត់បានធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមិញពីចំណុចហើយនៅចំណុចចុងក្រោយនេះគឺគាត់មានជំនួយការមើលកូនបាទជំនួយការគាត់មិនមែនជំនួយការតែមើលក្រុមហ៊ុនទេណាអត់ទេគាត់មាននឹងជំនួយការមើលកូនទៀតចុងបានន័យថាគាត់មានមហិច្ឆតាធំណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនគាត់នឹងឲ្យឆ្លាតឲ្យឆ្នើមឲ្យខុសពីគេឲ្យមានគំនិតថ្មីថ្មីហើយគាត់យកកូនគាត់យកមកកន្លែងធ្វើការរៀនផលិតឡានដីឥដ្ឋតោះនេះមើលមកកន្លែងធ្វើការរៀនផងហើយមានជំនួយការមើលទៀតបើអញ្ចឹងទៅទាំងនេះហើយគឺជាក្បួននៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនដ៏រឹងមាំរបស់មហាសេដ្ឋី Elon Musk នៅក្នុងពិព័រណ៍ Startup Expo ហ្នឹងក៏មានសិក្ខាសាលាផងដែរបាទដែលសិក្ខាសាលានេះគឺមានវាគ្មិនពិសេសជាច្រើននឹងចូលរួមដែលយើងផ្ដោតទៅលើការប្រមូលទុនការលក់ហើយនឹងកំណត់ច្នៃប្រឌិតបាទហើយនៅថ្ងៃទី1ត្រូវជាថ្ងៃទី2ធ្នូហ្នឹងគឺយើងមានវាគ្មិនដូចជាលោកគ្រូវ៉ាមេងបាទគាត់ជា CEO របស់ Air Plus គាត់នឹងឡើងនិយាយពីគម្រោងនៅក្នុងការចាប់ដើម clinic អញ្ចឹងតោះនេះឃើញ clinic គឺចាយលុយវ៉ាលានដុល្លារណាប៉ុន្តែលោកគ្រូវ៉ាមេងគាត់មានក្បួនដោយប្រើលុយអ្នកវិនិយោគបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាមកហើយរៀនក្បួនពីគាត់មើលហើយទៅវិញរៀនកសាងអាជីវកម្មរាប់លានដុល្លារតាមគាត់បានណាបាទហើយខ្ញុំនឹងឡើងនិយាយរឿងតិចនិចខ្លីៗនៅក្នុងការប្រមូលទុនដែលក្រុមហ៊ុនធំៗតើកាលពីមុនតូចហើយគេចេះប្រមូលទុនហើយគេចេះធ្វើអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែទៅធំបានបាទហើយមានបងតាន់ឌីវ៉ាន់គឺគាត់នឹងឡើងនិយាយពីគំនិតប្រមូលទុនពង្រីកសាខារបស់ Winsow បាទអញ្ចឹងតើអ្នកនេះឃើញ Winsow កំពុងបរិសាខានៅស្រុកខ្មែរច្រើនបាទអញ្ចឹងបងគឺគាត់នឹងមានតិចនិចគាត់ចែកម្លែកពីអាជីវកម្មរបស់គាត់មួយនេះផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយក្រៅពីនេះបាទគឺមានបងម៉ងវ៉ាន់ឌីបាទដែលសារគាត់ជា CEO ជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបាទ Bizvisor គាត់នឹងបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងកំឡុងពេលខ្សត់ទីផ្សារនេះចុះទាំងអស់គ្នាអាចមករៀនផ្ទាល់មួយគាត់បាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលចំណាយអស់ត្រឹមតែ45ដុល្លារទេវាគ្មិនច្រើនអ្នកមែនទេអញ្ចឹងមិញ4អ្នកថ្ងៃទី1បាទពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយថ្ងៃទី2គឺមួយថ្ងៃពេញមានគំនិតនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មតាក់ទងមួយនឹងកាកាវបាទនឹងបងចន្ទុលគឺគាត់មកពីមណ្ឌលគិរីគាត់នឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសក្តានុពលនៃតំណមួយនេះបាទពីសក្តានុពលដែលទៅអនាគតស្រុកខ្មែរយើងអាចនាំចេញកាកាវឲ្យបានច្រើននាំចេញសូកូឡាទៀតបាទនឹងកែច្នៃសូកូឡាដើម្បីអាចនាំចេញទៅដល់ស្រុកក្រៅទៀតបាទហើយក្រៅពីនេះបាទមាន
Lục Zell bà còn đang thuê dự tật sát thuê tiếp xa tạm digital chân nẹ đại cổ phụng thử ca digital bà tổng hợp này ai mau sạp bán là khổng sạc hà xa lá thuê bài bà nà dưỡng riêng thuê tiếp xa là tập hồ rồi bọc luôn anh nơi khổng kia digital này bán bà hay miên cùng đất là khổng ca thuê tiếp xa bà bị bông sọc hà bà chia sạch hạp bằng đất hồn chặt cắt đi CI rồi bọc mai dưỡng phong đáy bà còn nâng lao chạy lên làm bay và hai nhỏ nia thà nè kết phơi phần tập hóa kết phơi pi môi pi bay buồn chăng ạ bà hay kẻ vì ní cứ miên bong về đấy bà còn và hai nhỏ nia cùng nứt là không ca và cao hết rôn chạy sang hà rừng này ta phơi rôn chạy sang hà rừng muối ta viết thời tranh pi nà tên nà chân tỏ nia complete mà châu rôn tỏ nia khi nhom phèp mình việc mình bầm bầy bầm buồn mình nâng cứ sốt tai trên nhạc khlâm khlâm để ai chui ở chi vừa cam rồi bỏ nhạc tặng ọc ní rí chùm ra ơn là không chân em bì bọn mà phê buồn kháng mục ní chương tỏ nê chong chọc mua xong ta lẽ lấy tu sạp môi máu đạ sạc hà xà lá hay lấy tu sạp môi máu rư tẹ tôn chùm môi nâng chùm nán tố tam lấy tu sạp tam lấy telegram là không video này tỏ chụp ní nơi ngay tì bì tì bầy thân ú là không sạc hà xà lá bì bò mục rồi bò bì bọn mà phê bấy startup expo tặng ọc ní nơi xà lá tích nổ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបថ្មីផ្តល់ផលលើសពីការស្មានពួកយើងធានាផ្តល់មកវិញនូវលទ្ធផលល្អគាប់ចិត្តដែលអ្នកមិនធ្លាប់មានដោយការលុបបំបាត់បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងញោមញីក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងល្អដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាយបាយការភ័ន្តច្រឡំទាំងឡាយហើយក៏គ្មានទៀតដែរទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់អូហូ Easy Accounting Software ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ Cloud Technology ស្រួលនោះស្រួលរងចាំដល់ណាទៀតតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីជំរុញប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកើនឡើងទ្វេដង